Vâng. Vâng. Mình tên là Duy, đến từ Cao Bằng. Vâng. Là trình trượt sâu ạ. Năm 17, 17. Vâng, năm 17. Thì lâu mình hai ngày mình phải cắm một lần, vì lâu kiểu như mình hay làm đêm nhiều nên hai ngày mình cứ phải cắm. Nên là muốn mọc ở phần quay này nhiều hơn và phần này là nhiều, nó đập và cứng hơn, nó rát, kiểu như mình hay cạo mà nó rát. Kiểu như mình hay đi chơi không, mình chạm mình cạo, nếu mà mình đi đâu đi đó thì mình quên cả cây dao, mình không muốn mượn của người ta, mình phải ra ngoài mình phải mua cả. Quá trình cạo râu thấy là ok, tại vì từ cạo thì mình thấy một hai buổi đầu mình thấy hơi rát rát thôi, nhưng mà từ buổi ba thì bắt đầu là nó đỡ hơn, đỡ rát hơn. Thì tại vì này hôm trước thì em gọi là mình đang thấy mọc nhiều, nên xong rồi mình ở xa thấy mọc nhiều rồi, nhưng mà sáng hôm xong còn nhưng mà mấy sáng mình rửa tự nhiên nó tự dụng xong, chứ lúc đầu da em kiểu nó rất thô, nó kiểu như là nó kiểu khô khô rồi. Bây giờ triệt nó ô thì mình cảm thấy da nó mịn hoặc là đỡ hơn, tự nhiên nó chất nhiều. Cảm thấy ok, rất thích, rất thích tầm nhiều hoài luôn.